Liên quan đến các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại đường Nguyễn Mậu Tài, phường Hòa Xuân, lực lượng chức năng quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng tiến hành phong tỏa, đồng thời xét nghiệm cộng đồng cho người dân trong khu vực ngay trong đêm qua 11 tháng 7. Lực lượng chức năng phường Hòa Xuân nhanh chóng thiết lập khu vực phong tỏa, hạn chế đi lại đối với đoạn đường Nguyễn Mậu Tài, nơi có ca nghi mắc COVID-19 liên quan đến bệnh nhân VHB Lực lượng y tế quận Cẩm Lệ cũng nhanh chóng tiến hành các bước lấy mẫu xét nghiệm đối với gần 300 trường hợp là người dân dọc tuyến đường Nguyễn Mậu Tài và khu vực lân cận. Mặc dù việc lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện trong đêm, nhưng người dân đã chấp hành nghiêm các quy định về việc lấy mẫu phòng chống dịch. Trong khi đó, lực lượng y tế cũng đã thực hiện nghiêm túc quy trình lấy mẫu đảm bảo an toàn. Địa phương cũng khuyên cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, đặc biệt nâng cao cảnh giác, thông tin kịp thời đối với các trường hợp trở về Đà Nẵng từ vùng dịch nhưng không khai báo.